Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo thủy văn thời hạn ngắn tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị, trên sông Đà tại Bắc Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bum tại Nà Hự và sông Nậm Mô tại Tà Gia, mực nước dao động theo điều tiết của các hồ chứa thủy điện thượng lưu. Dự báo cảnh báo trên sông Đà tại Bắc Ma, sông Nậm Na tại Nậm Giàng, sông Nậm Bum tại Nà Hự và sông Nậm Mô tại Tà Gia, mực nước tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện phía thượng lưu. Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong 24 giờ tới, ít có khả năng xảy ra và không có khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là có mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 17 đến 31 độ, vùng núi cao từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Cụ thể, thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Huyện Mường Tè nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Huyện Sìn Hồ, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 60 đến 95%. Khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 55 đến 95%. Thưa quý vị, trên đây là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin thời tiết sau.